Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng La Trầm Hô Guitar chúng tôi có điều kiện quay trở lại và tiếp tục làm các clip về kỹ thuật trong cái series về quá trình làm cây từ cốt chọc lên cây hoàn thiện. Thế thì ở clip này tôi sẽ nói về vấn đề là tạo hình bệ rễ trên bề mặt các bạn nhé. Đây là một cái cốt mà anh em đã làm xong rồi. Bác Phương bác ấy làm đục các cái phần phía trên xong hết rồi. Đó. Thế thì bây giờ anh ấy làm đến cái phần bệ. Cái phần tạo hình bệ này ấy, thì các bạn phải hiểu như này này. Nếu mà trong trường hợp cái cốt chọc mà nó chỉ có các cái đường đường rễ chính, không có các đường rễ nhỏ, thì cái quá trình này là sẽ chưa làm được nhé. Để các bạn hiểu lâu nay nhé. Nếu cái cốt này nó chỉ có những cái đường rễ to này, đúng không? Đấy, đây gọi là các đường rễ chính, mà nó không có những cái rễ nhỏ như này, rễ nổi trên bề mặt và rễ nhỏ nha. Đấy, nó chỉ có những cái rễ to này thôi, thì cái quá trình này là chưa thể tạo hình bệ được và sẽ phải nuôi bệ. Ví dụ sử như là cái phôi chọc mà định hình rất nhiều, đặc biệt là những cái phôi khai thác ấy, thì nó chỉ có những cái rễ to thôi, thì sẽ không có cái quá trình tạo hình bệ này. Và các bạn sẽ phải, khi các bạn trồng ấy, là các bạn phải trồng như thế nào để nuôi được bệ, tức là nuôi được cái rễ trên bề mặt này, lấy ra các rễ nhỏ này. Đấy. Cái clip mà nói về cái vấn đề mà nuôi như nào để tạo hình được để tạo ra được các cái rễ nhỏ này trên cái bề mặt ấy, thì tôi đã nói ở cái vấn đề mà chọn chậu trồng rồi nhá, thì các bạn có thể tra lại ở các cái clip mà thuộc cái series này, nhưng mà nó ở phía trước mà trong cái clip mà nói về vấn đề chọn chậu trồng ấy, thì tôi đã nói về vấn đề là chọn chậu trồng cho cây mà chưa có bệ với cây có bệ, đúng không? Nói rồi thì các bạn tra lại nhá, ở đây tôi không nói nữa. Thì ở clip này là tôi nói là cái tạo hình bệ có nghĩa là khi mà cái cốt lọc xong và nó có những cái rễ nhỏ trên bề mặt thì các bạn mới tạo hình bệ được. Có nghĩa là ngoài những cái rễ chính, rễ cái này thì nó có những cái rễ nhỏ này. Đấy. Thì đây không phải rễ tôm nha, cái rễ tôm là cái rễ này này. Đấy, nó nhỏ tí này. Là cái rễ mà nó hút dinh dưỡng thì không tính. Đây nó có rễ kiểu rễ tầm trung đường kính này, chỗ này nó tầm khoảng tầm 3-4 ly, 5 ly. Đấy. Thì là sẽ có cái quá trình khi các bạn làm đến vùng bệ này, các bạn sẽ tạo hình bệ cho đẹp. Đấy. Ví dụ như là để mà tạo hình bệ được nha, là đầu tiên là anh em sẽ phải lọc cái phần đất ra để cho nó lộ các cái phần rễ nhỏ ra. Đấy. Đúng không? Rồi, thế xong rồi thì các cái rễ tôm ấy sẽ phải cắt đi. Bởi vì rễ tôm nó chỉ đóng vai trò hút nước chất dinh dưỡng này, cái rễ nhỏ nhỏ tí này thì phải cắt đi. Để cho nó phát triển cái hướng mới ra ngoài này này. Chứ cái rễ tôm này các bạn để nó sẽ bẩn. Đấy, thì cái khi lên bệ nó sẽ bẩn. Thì để các khi các bạn lọc ra nó sẽ lộ ra các cái rễ tầm trung này mà đường kính tầm khoảng 2 3 4 5 ly. Tại sao mà cái rễ tầm 2, 3, 4, 5 ly là anh em bắt đầu tạo hình rồi với lý do như này? Nó mềm, dễ uốn rồi dễ định hình ấy. Ví dụ sử như là khi tạo hình ấy, là anh em sẽ làm sao mà các cái hướng rễ nó sẽ chia đều trên các cái bề mặt bệ là một này. Với thứ hai là cái đường đi của rễ nó sẽ rích rắc. Chỗ thì lên, chỗ thì xuống, chỗ thì cong, chỗ thì thẳng, để làm sao mà cái hướng nó chạy nó đều và nó sẽ mềm mại, nó đẹp. Thì tại sao mà khi cái tầm rễ được tầm vài ly thế là bắt đầu anh em sẽ làm được rồi thì mới dễ uốn. Đấy, thì để làm như vậy thì các bạn phải lọc cho nó lộ ra, lọc lộ ra xong rồi thì là những cái rễ tôm thì cắt bỏ đi, những cái rễ mà mình cần tạo hình mà nó dài quá thì cũng cắt bỏ đi. Thế xong bắt đầu là uốn để làm sao nó chia đều ra. Đấy. Thì đây cái vùng này là
là anh ấy đã lọc ra xong. Đấy, đã lọc ra xong này. Nó lộ ra rồi này. Đây, cái vùng này thì cũng lọc ra xong rồi. Nhưng mà chưa tạo hình nhé. Còn cái vùng này thì đang lọc đây. Thế bây giờ tôi chuyển sang cái cây mà anh ấy đã tạo hình xong ấy. Thì để cho các bạn nhìn. Đây, đây là một cái cốt si. Thực ra cái series này tôi đang nói về cái vấn đề là làm trên xanh Nam Điền. Thế nhưng những cái vấn đề mà tạo hình kiểu như này thì xanh hay si giống nhau. Nên minh họa trên cốt si cũng được. Đấy, thế các bạn nhìn đây. Cái cây này là cái cây anh em mới trồng được mấy ngày thôi. Và tạo hình bệ rồi. Đấy, thì các bạn nhìn này. Đây các cái rễ anh em làm này. Nó nhỏ đúng không? Rễ uốn. Đây. Cái này thì có đường kính chắc tầm khoảng 7-8 ly. Đây, cái này thì tầm khoảng 5-6 ly đấy. Còn cái này chỉ 2-3 ly thôi. Đấy. Tầm ấy, rễ uốn đúng không? Thì anh em sẽ khi tạo hình này, các bạn nhìn khi làm lộ ra xong nhá, anh em sẽ uốn các cái rễ nhỏ này theo các cái hướng và các cung khác nhau. Để làm sao cái bề mặt ngoài này, các bạn nhìn, rễ nó chia đều ở trên xung quanh các bề mặt bệ đúng không? Thế là một với hai. Là các cái hướng chạy ấy, là nó là các cái đường cong không nguyên dạng ấy, thì nhìn nó sẽ nghệ thuật, nó sẽ đẹp. Đúng không? Nên các bạn cứ tưởng tượng nhé. Nếu cái rễ này ấy, mà không được uốn nhà đúng không? Mà nó chạy thẳng tuột từ trong này ra đến đây. Ngắt ở đây. Thì các bạn nhìn nó đơn điệu. Nó xấu đúng không? Mà nó chạy thẳng ở đây. Thì cái vùng chỗ này làm gì có rễ? Thì tự nhiên cái chỗ này thì lại không có rễ. Mà chạy tuột một cái rễ từ đây ra đây thì nó lại đơn điệu quá đúng không? Thế anh em vòng ở đây. Đấy. Thế vừa giải quyết được vấn đề là cái không gian để cho về sau rễ nó phát triển, mà vừa giải quyết cái vấn đề hình thức. Các cái rễ mà để tạo hình này ấy, là cái rễ nó sẽ nổi trên bề mặt mặt chậu với mặt đất nhé. Thì khi các bạn mà nuôi cây nó khi hoàn thiện ấy, thì những cái rễ này nó sẽ to cùng và sẽ chia ra nhiều cấp rễ nữa. Thì những cái rễ này sẽ là những cái rễ mà đóng vai trò tăng cái tính nghệ thuật cho cái vùng bệ của cây. Đấy, các bạn nhìn đều không? Đều xung quanh đúng không? Để mà tạo hình được bệ như này ấy, thì là khi từ những cái phôi mà anh em phá mà nó chỉ có những cái rễ chính, đây là những cái rễ to này, cái rễ chính thì anh em sẽ phải có một quá trình nuôi để lấy được những cái rễ trên mặt này này, đấy gọi là nuôi bệ. Đấy. Thì khi nuôi bệ một thời gian xong, anh em định hình tạo hình bệ và có thể là chuyển chậu, có thể không chuyển chậu, nhưng mà thường thường anh em sẽ chuyển chậu. Những cái vườn lớn ấy, cái vườn của anh Tuấn Phương này thì sẽ lớn, vườn lớn thì anh em sẽ chuyển chậu, có nghĩa là khi cái quá trình mà nuôi nuôi rễ để tạo bệ thì nuôi chậu mỏng thì chuyển sang chậu sâu, chậu sâu, có nghĩa là quá trình tạo hình sẽ chuyển sang vấn đề nuôi gọi là nuôi mạnh ấy, thì sẽ nuôi ở chậu sâu thì cây nó sẽ phát triển nó khỏe và tốt hơn, bởi nó nhiều đất, nhiều dinh dưỡng và phía phần dưới gầm ấy, nó mát. Đấy. Đấy, cái việc tạo hình bệ này rất quan trọng nhá. Bởi vì là cái rễ nó nghệ thuật hay không ấy, nó là quá trình này này. Nếu mà quá trình này các bạn bỏ mà cứ để rễ nó phát triển tự nhiên ấy, thì về sau rễ nó sẽ rất thô. Đây, tôi quay sang cái chỗ này một tí. Cái chỗ này thì là cái cây này là anh em mới lấy. Đấy. Thế đâm ra là cái vùng bệ rễ bên ngoài thì về cơ bản nó cũng khá là đều đẹp đúng không? Nhưng mà nó có một số các rễ này đang hơi thô. Thế nhưng mà cũng chưa cần thiết làm vội, bởi vì anh em còn đang nuôi với cái rễ này nó nhỏ, cắt đi lúc nào cũng được. Đấy, ví dụ xử lý này, các bạn nhìn nhé. Cái rễ mà nó cứ chân thẳng này nhìn thô đúng không? Cái vùng rễ này chắc chắn nó sẽ phải tạo hình lại này, hoặc là bỏ này. Nhưng mà bây giờ chưa cần thiết làm. Thế còn các cái vùng rễ bên ngoài này, các bạn nhìn này, đây, cái rễ này. Nó có tạo hình đúng không? Nhìn nó nghệ thuật hẳn đấy. Thế tôi có thể sang tôi quay một số các cây mà anh em đã nuôi được một thời gian rồi và đã tạo hình xong rồi và cái quá trình nó phát triển dễ thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ như nào. Cây này khi hoàn thiện là tôi quay sau. Đây cây này. Đấy, cây này nhá, các bạn nhìn này. Đây, anh em nuôi chậu rất sâu đúng không? Đây, các cái rễ mà anh em đã tạo hình và anh em nuôi đang nuôi đúng không?
Đây, ví dụ như cái vùng dễ này. Đây, vùng dưới này. Đây, hay vùng dưới này. Không phải tự nhiên mà dễ nó phát triển cong này đâu. Mà đây là quá trình anh em tạo hình và nuôi lên rồi đấy. Thì nó mới được nha. Đấy. Xong cái quá trình mà nuôi như này nhá. Xong. Đây mới tính các bạn nhìn dễ này. Đây dễ cấp 1 này. Đây là dễ cấp 2 này. Đang chia ra dễ cấp 2 này. Đúng không? Đến một độ nào đấy anh em sẽ phải khấu tiếp để lấy dễ cấp 3, cấp 4, tùy theo cái độ rộng của bệ để anh em sẽ lấy những cấp dễ như nào, đúng không? Đây, ví dụ cái vùng này, cái dễ này rất đẹp, đúng không? Thì đây ngắt nó xuống, đây dễ cấp 2 xuống đây, đây, đây ra đây, ok, đây cấp 2 này, cấp 2 đây rồi, đúng không? Và đến một cái quá trình tới mà anh em cần cần để làm lấy cấp dễ tiếp ấy, anh em sẽ khấu, ví dụ như cái rễ này đơn điệu từ thẳng đây ra này thì sẽ bỏ này, thì cái rễ này từ đây ra đây nó đang thẳng quá, nó đấu với đây đúng không, thì có thể đến lúc làm anh em sẽ ngắt một vùng vùng này, để ngắt đến đây này để lấy tiếp vùng này ra nuôi, bỏ vùng từ đây đi. Đấy, ví dụ thế. Đấy, hay là ví dụ cả cái vùng này nó đang đang trơn đúng không, đây cả vùng này nghệ thuật rồi đúng không, đang trơn thì có thể là về sau khi em ngắt ngắt bỏ vùng này, cái vùng này sẽ lấy chia chia đây, lấy cái rễ này để lấy ra cấp rễ tiếp. Nên tại sao mà bây giờ cái các cái này anh em vẫn đang chưa dám cắt, bởi lý do này, cây đang nuôi phóng, đúng không? Cây đang nuôi phóng, đang cần phát triển rất mạnh, thế thì cái bệ rễ này phải giữ nguyên này. Anh em chỉ làm tạo hình tiếp, ngắt đi để lấy cấp rễ tiếp ấy, là khi những cái vùng nuôi lớn ấy, là anh em cắt dần được, lúc anh em mới làm. Có nghĩa là cái quá trình cắt rễ với quá trình mà cắt định hình lớn ở trên thân tay cảnh ấy, là nó phải đồng bộ với nhau. Chứ ví dụ sử như bây giờ mà tự nhiên bây giờ các bạn cắt cắt cái phần này đúng không? Giả sử như là nuôi được đến đây rồi, ok, cắt giật một cái. Mà rễ các bạn giữ nguyên ấy thì cây nó sẽ vẫn cứ phát triển phần phía trên tốt đúng không? Thế nhưng mà phía bệ này sẽ không làm được. Đấy. Và nó vẫn cứ phát triển quá lên. Thế còn nếu trong trường hợp mà ví dụ sử như là cái vùng này đang nuôi phóng này, chưa đến độ cắt đúng không? Mà các bạn tự nhiên các bạn lại cắt để lấy cất cấp rễ đúng không? Thì tự nhiên là cái vùng bệ nó sẽ yếu. Nó bị tổn thương mà. Nó yếu thì dinh dưỡng đẩy lên cái vùng nuôi sẽ kém này. Cái quá trình nuôi sẽ bị tăng dài này. Đây các bạn phải rất để ý cái chỗ chú ý nhá. Đó, thì bây giờ tôi quay sang một cái cây mà khá là hoàn thiện rồi để các bạn nhìn cái vùng bệ rễ nó như này. Đây. Đây cây đây. Đây các bạn nhìn rễ nó nghệ thuật không? Thứ nhất nó đều tất cả các hướng trên mặt chậu đúng không? Thứ hai nó nổi lên trên mặt đất đúng không? Gọi là nổi trên mặt bệ đấy. Và thứ ba là nó nhiều cấp rễ. Đây ví dụ các bạn nhìn này, rễ này, đây. Ra đây. Đúng không? Nhưng mà cái hướng này đấy. Rễ nó rất nhiều cấp đấy. Đây. Thường thường anh em sẽ làm được khoảng tầm ít nhất là 3 cấp. 2 cấp thì nếu mà cây hoàn thiện thì tôi nghĩ 2 cấp chắc khó. Cây hoàn thiện ít nhất phải tầm 3 cấp. Có những cây bệ rộng mà anh em thời gian nuôi dài có thể nhiều hơn, nhiều cấp dễ hơn. Đây hay như cây bên này. Thực ra là cái việc mà tạo hình bệ này, đây là cái vấn đề thẩm mỹ của từng người làm nhá. Tùy anh em đánh giá như nào đẹp thì anh em sẽ làm theo hướng thế. Còn cái về nguyên tắc ấy thì nó sẽ làm thế nào mà để cho các cái rễ chạy sẽ đều các cái hướng ở mặt chậu, một thứ hai là các cái đường chạy của rễ nó không tuân theo một cái quy luật nào, có nghĩa là nó chạy theo các cái đường cong biên dạng tự do. Đấy, thì nó sẽ đẹp. Thế thôi, nguyên tắc nó chỉ có vậy thôi. Thì đây là cái cảm nhận của từng người, thì các bạn cứ quan sát nhiều ấy, thì các bạn sẽ rút ra được quy luật và các bạn sẽ biết cách làm.
vậy thôi, còn không có cách nào khác. Ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một kênh chuyên review kiến trúc với kênh Nhà Việt TV. Thì ở kênh này chúng tôi tập trung vào các cái công trình kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam có tuổi đời cả 100 năm, 1000 năm. Nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để subscribe, follow và theo dõi kênh. Các bạn có thể tìm kiếm kênh qua từ khóa là Nhà Việt TV 365 trên nền YouTube, không có dấu. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào. Cây hoàn thiện. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, qua cả một cái series này thì là sẽ cố gắng là nói cho các bạn đến khi mà làm được cây như thế này. Còn tất nhiên là đấy chỉ về gọi là về quy trình và về cách làm thôi. Thế còn để làm ra được một cây như này thì các bạn sẽ phải cần trau dồi rất nhiều kiến thức về thẩm mỹ, về nghệ thuật, rồi các cái kiến thức về định hình, về dáng thế. Thế thì chúng tôi trên kênh cũng sẽ cố gắng xây dựng tất tần tật những cái chuyên đề như vậy. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.